Theo Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, trong 9 tháng đầu năm 2019, Thành phố Hồ Chí Minh đã tập trung kiểm tra có trọng điểm nhà hàng tiệc cưới, dịch vụ nấu đám, các cơ sở cung cấp suất ăn công nghiệp, bếp ăn tập thể tại khu chế xuất, khu công nghiệp. Kết quả thanh tra kiểm tra 87.350 cơ sở trường hợp, phát hiện vi phạm tại 11.056 cơ sở trường hợp, phạt tiền 2.697 cơ sở trường hợp với tổng số tiền phạt hơn 39 tỷ đồng. Buộc nộp lại số tiền thu lợi bất hợp pháp hơn 500 triệu đồng, chuyển cơ quan cảnh sát điều tra khởi tố một trường hợp, tiếp tục xử lý đối với 97 cơ sở. Bên cạnh đó, thành phố đã tiến hành đình chỉ hoạt động có thời hạn 15 cơ sở, buộc thu hồi, chuyển mục đích sử dụng hoặc tiêu hủy những sản phẩm của các cơ sở này, buộc kiểm dịch kiểm tra vệ sinh thú y đối với sản phẩm động vật, tiếp tục hậu kiểm việc thực hiện các quy định đảm bảo an toàn thực phẩm đối với hồ sơ tự công bố sản phẩm của các cơ sở. Công tác lấy mẫu giám sát cũng đã được triển khai với kết quả 11.702 mẫu thực phẩm được lấy để kiểm tra các chỉ tiêu an toàn thực phẩm. Kết quả có 10.933 mẫu đạt, tỷ lệ 93,43%, 769 mẫu không đạt, tỷ lệ 6,57%. Các mẫu được lấy có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào các mẫu có nguy cơ không an toàn.